Mỗi người tham gia vào các khâu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải nắm thật chắc quy chế thi. Đó là chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo với Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại các địa phương. Đây là nơi sẽ chấm thi các bài thi trắc nghiệm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của thành phố Đà Nẵng. Tất cả đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng để sẵn sàng bước vào kỳ thi mang ý nghĩa hết sức quan trọng sẽ diễn ra ít ngày tới đây. Công tác phòng chống gian lận trong thi cử được đặt lên hàng đầu. Rút kinh nghiệm công tác coi thi trong những năm trước, thì trong công tác tập huấn coi thi cho đội ngũ cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh tới việc phòng ngừa gian lận, ứng dụng công nghệ cao trong cái kỳ thi này, và chú trọng hơn nữa đối với trường điểm và cán bộ coi thi tại điểm thi trong ngày tập trung thí sinh để mà học quy chế thi, sẽ đặc biệt quan tâm hướng dẫn và nhắc nhở thí sinh về những nội dung này. Để tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thì yếu tố con người tham gia làm công tác tổ chức kỳ thi được coi là yếu tố quyết định. Do đó, mỗi người tham gia vào quy trình tổ chức kỳ thi tại các địa phương đều phải được tập huấn kỹ lưỡng, đảm bảo mỗi vị trí đều nắm chắc nhiệm vụ của mình được quy định trong quy chế thi. Yêu cầu đặt ra là rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Tại những nơi chúng tôi đến đi kiểm tra thì đều phải nhấn mạnh cái công tác tập huấn cho các giám thị mà làm cái nhiệm vụ coi thi, làm nhiệm vụ thi là phải nắm rất là vững quy chế thi. Cái thứ hai nữa là cũng phải nắm được các điểm mới của năm nay. Trong đó thì có cái vấn đề về bảo mật bài thi, đề thi và các cái nghiệp vụ thi là phải nắm rất là chắc. Trực tiếp kiểm tra, rà soát từng vấn đề nhỏ nhất trong quá trình tổ chức chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của các địa phương, các thành viên ban chỉ đạo cấp quốc gia cũng chỉ ra những điểm chưa phù hợp, kịp thời góp ý để ban chỉ đạo các địa phương khắc phục, đảm bảo tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt được yêu cầu đề ra.